dân gian Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam do tính chất lâu đời và phổ biến của nó. Cùng với sự phát triển của xã hội, những dòng tranh dân gian đang dần bị mai một, thậm chí thất truyền và đi vào lãng quên. Việc phục hồi các dòng tranh này tưởng như là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực của những người tâm huyết với nghệ thuật, những tác phẩm mang hồn cốt dân gian này lại có dịp tái ngộ với công chúng tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là tranh gói vải hay vải gói. Đặc điểm nổi bật của dòng tranh này là trên nền lụa, nhiều hình khối, chi tiết được nghệ nhân cuốn bằng vải. Các hình nổi này kết hợp với nét vẽ tinh tế, bố cục chặt chẽ khiến tranh gói vải tựa như tranh 3D, rất thật và độc đáo. Bên cạnh đó, nhiều dòng tranh khác như tranh đồng hồ, tranh kim hoàng, tranh hàng trống, tranh thập vật, tranh làng sình, tranh thờ miền núi đang được hội tụ tại Bảo tàng Hà Nội. Có thể nói, chưa khi nào công chúng có dịp tham quan, tìm hiểu 12 dòng tranh dân gian của cả ba miền Bắc, Trung, Nam như thế này. Cuộc trưng bày 12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam này thì được kể câu chuyện về các dòng tranh tiêu biểu từ Bắc vào Nam. Thế việc này thì Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Gốm xứ Hà Nội mong muốn mang đến công chúng một cái thông điệp là cái giá trị của tranh dân gian Việt Nam mà tổ tiên ta đã để lại và chúng ta có trách nhiệm bảo tồn và phát huy nó. Cuộc triển lãm 12 dòng tranh này thì có cả về bề rộng lẫn bề sâu, có nghĩa là muốn là một cái cuộc triển lãm trải dài các miền đất nước từ Bắc, Trung, Nam. Thứ hai nữa là thường thì triển lãm về tranh dân gian thì thường người ta sẽ chú ý đến cái góc độ mỹ thuật, nhưng mà ở triển lãm này thì đề cao cái góc độ phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam qua những cái dòng tranh dân gian. Trong khuôn khổ triển lãm, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu đã có dịp gặp nhau, cùng trao đổi để tìm ra hướng bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian hiện nay. Bởi trên cả nước có hơn 20 dòng tranh, nhưng có nhiều dòng tranh đã và đang có nguy cơ thất truyền hoặc chưa được công chúng biết đến. Nhiều nghệ nhân và nhà nghiên cứu chần chờ, nếu không có những biện pháp bảo tồn thực sự, sự chung tay của nhà nước, thì ngay cả những triển lãm quy tụ những dòng tranh dân gian cũng khó có thể thực hiện. Khi các hiện vật cứ mai một dần và các nghệ nhân ngày một tuổi cao, sức yếu. Trong tay tôi bây giờ có khoảng độ trên 200 đề tài khác nhau. Nhưng mà tôi cũng mới khôi phục được trên 100 loại thôi, chỉ còn gần 100 loại nữa. Hiện nay trong cặp này thì tôi đang có cái tư liệu đó mà tôi chưa khôi phục được. Thì tôi cũng rất tâm đắc với nó là nếu cái tranh này mà được nhà nước quan tâm, được sự hỗ trợ của các ngành các cấp có thể giúp tôi một phần nào đó, tôi càng phục hồi nhanh bao nhiêu thì cái tranh đồng hồ của bắt đầu nó sẽ được sống lại. Trong gia đình có, nghệ nhân có, nhà sưu tập có và bảo tàng có, đầy đủ các loại hình hết. Nhưng mà tất nhiên là nó không có được phổ biến vì thật sự ngày nay người ta làm cái đó cảm tính, chứ chưa có những cái cuộc họp mà tọa đàm như vậy để phổ biến tới thế hệ trẻ, tới những người xung quanh những cái giá trị, chân giá trị của cái đó, tính dân tộc, rồi tính thời đại, rồi là cái giá trị thẩm mỹ nghệ thuật, cái giá trị đặc tính vùng miền. Tranh dân gian gồm hai loại là tranh Tết và tranh thờ. Những giá trị biểu trưng từ tranh dân gian là một tài sản vô cùng quý giá mà cha ông ta đã sáng tạo từ ngàn đời. Vì vậy, đã đến lúc cần phải có một chương trình nghiên cứu nghiêm túc nhằm bảo tồn di sản văn hóa này cho thế hệ sau. Hơn 10 năm qua, cựu chiến binh Hoàng Quốc Hưởng đã sáng tác hơn 100 bài thơ về cuộc sống, tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước. Ông cũng chính là một cây bút chuyên sáng tác thơ nhằm cổ vũ cho các phong trào của hội cựu chiến binh địa phương. Đối với ông, niềm đam mê thơ ca như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống.